Chào mừng bạn đến với kênh Lão Trịnh. Các bạn đừng quên để lại bình luận dưới video, like và subscribe kênh để mình có động lực làm thêm những bộ truyện hay hơn nhé. Một mặt khác, tại đồn cảnh sát, Giang Tư Niên và Giang Thành Du nhìn gã đàn ông ngoại quốc mới bị bắt với ánh mắt đầy địch ý. Gã kia lưng hùm vai gấu, cổ to đỏ ửng, trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Nhìn cái gì? Đồ hoa quốc, gã đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt. Hai người nhìn nhau, gần như ngay lập tức xác định gã da trắng trước mặt chính là tên khốn kiếp BETE e. vừa mới vu khống em gái họ trên TV vài phút sau á à, đồ Hoa quốc điên rồi dám đánh tao nghe vậy Giang Thành Du dừng lại một giây đánh mày thì đánh mày cần lý do à Giang Tư Nhiên cảm thấy câu này nghe quen quen nhưng cũng không nghĩ nhiều tiếp tục vung nắm đấm a a a cứu với cứu với hai tên này điên rồi tao muốn gặp luật sư tao muốn kiện đừng đánh vào mặt tao nữa người cảnh sát gãi đầu quay người gãi mông nháy mắt hỏi người bên cạnh mày nghe hiểu tiếng tây không người cảnh sát thứ hai lặng lẽ rút ra một điếu thuốc không hiểu ra ngoài hóng gió tí không thế là hai người cùng nhau ra ngoài mặc kệ tiếng la hét của pete -E bên trong không được đáp lại chỉ là dần dần giang tư niên bị đau dạ dày chỉ dựa vào giang thành du kẻ chỉ được cái mã ngoài thì làm sao đánh lại được pete da -E dày thịt béo cuối cùng tình thế hoàn toàn bị đảo ngược hai người bị hắn đè xuống đất đánh túi bụi đúng kiểu đánh đấm của mỹ cả ba người đều bị thương trong đó giang tư niên là nặng nhất chứng đau dạ dày cộng với một trận đòn khiến anh ta gần như mất nửa cái mạng năm thẳng cẳng trên đất miệng nôn ra máu không ngừng không thể đứng dậy được nữa ngay sau đó là tiếng còi xe cứu thương điều may mắn duy nhất là giang thành du với tư cách là người nhà có thể đi theo cũng thành công rời khỏi đồn cảnh sát và lấy lại điện thoại còn pete .E., kẻ cũng bị đánh chỉ có thể ở lại đồn chờ lành lại cuối cùng cũng ra được rồi tài xế ơi nhanh lên đến bệnh viện đệ nhất đừng đưa nhầm chỗ đấy nhé giang thành du đầu đầy máu thở hồn hển hét lên nhưng lý do anh ta vội vàng như vậy không phải vì bản thân mà là vì anh ta đã nóng lòng muốn đến bệnh viện của bạch lăng để gặp giang lưu huỳnh anh ta không biết rằng thiết bị trích xuất ký ức vẫn có thể phát sóng trực tiếp ngay cả khi rời khỏi người vì vậy trong mắt giang thành du điều này có nghĩa là giang lưu huỳnh hiện đang ở trong phòng thí nghiệm của bệnh viện đệ nhất Biết rồi, đừng dục. Người tài xế nghe thấy anh ta dục dã thì lặng lẽ đảo mắt, mấy người nổi tiếng này anh ta đều biết cả, chẳng ai tốt đẹp gì. Vị tiên sinh này, xin hãy giữ trật tự. Một y tá cũng bước ra nói với vẻ khó chịu. Theo lý mà nói, bệnh viện đệ nhất không được tiếp nhận bất kỳ ai trong nhà họ Giang, đây là mệnh lệnh trực tiếp của Bạch tổng. Nhưng chỉ nửa tiếng trước, đột nhiên có tin tức rằng bệnh viện được chuyển giao cho Giang Lưu Huỳnh tiểu thư, nên quy định này với nhà họ Giang đương nhiên cũng không còn hiệu lực. Bíp bíp bíp. Đúng lúc này, một chiếc xe đen đột nhiên vượt đèn đỏ chạy ngang qua, khiến người tài xế chửi ầm lên. Giang Thành Du cũng nhìn ra ngoài với vẻ mặt hóng chuyện, nhưng đáng tiếc là trời tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Không hề biết rằng, trong chiếc xe đó chính là cô em gái mà anh ta ngày đêm mong nhớ. Nói ra cũng buồn cười, 7 ngày qua, thi thể của Giang Lưu Huỳnh đã chạy khắp nửa thành phố Bắc Kinh, Selina không đuổi kịp, chỉ vội vàng ghi lại biển số xe rồi mở điện thoại gửi cho các. Nhưng đã một phút trôi qua, phía bên kia vẫn hiển thị chưa đọc nghĩ đến đây selina tức điên tên vô dụng này đã lâu như vậy chỉ phái hắn đi tìm ava giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu không thể chịu đựng thêm được nữa cô trực tiếp gọi điện thoại lại mất thêm vài phút bên kia mới bắt máy nói đầu dây bên kia chỉ nói một từ đơn giản giọng điệu vẫn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn hử ừ, ồ không có gì chỉ là tôi thấy giang lưu huỳnh rồi selina cũng đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ nhưng ngón tay cô gõ bàn phím thì bay nhanh như chớp. Cái gì? Các đang trong trạng thái mơ màng bỗng mở to mắt, nắm chặt điện thoại đứng dậy định đi. Nhưng vừa mới nhấc chân lên đã nhận ra đối phương vẫn chưa nói cho hắn biết vị trí cụ thể của Giang Lưu Huỳnh. Cô ấy ở đâu? Nói cho tôi vị trí. Selena im lặng, thầm nghĩ hắn ta thậm chí còn không kiểm tra một chút thông tin nào, e là đã sớm quên mất nhiệm vụ rồi. Vậy mà còn giả vờ quan tâm đến Giang Lưu Huỳnh như vậy, thực ra không chừng đã hớn hở rời khỏi tổ chức để đi tìm người chị gái tốt của hắn rồi. Selina tức giận gõ phím cuối cùng, đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai. Đúng là một người em trai tốt, tôi tìm nhầm người rồi, tạm biệt. Nghe giọng điệu âm dương quái khí bên kia điện thoại, các nhất thời không hiểu chuyện gì, vội vàng hét lên. Đừng cúp máy, nói cho tôi cô ấy ở đâu, cô rốt cuộc là cái gì. Câu nói còn chưa dứt lời, đối phương đã cúp máy. May mà hắn đã nhìn thấy biển số xe ở trên cùng của đoạn chat chắc hẳn Giang Lưu Huỳnh đang ở trong chiếc xe này. Ngay khi các chuẩn bị dùng điện thoại hack vào hệ thống để tra cứu vị trí biển số xe thì bỗng nhiên vai bị đè nặng. Này này, anh có biết đây là đâu không? Có thể lớn tiếng ồn ào như vậy sao? Quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông mặc đồng phục đen. Ê, người nước ngoài à, nghe hiểu tiếng Trung không? Có người phàn nàn về anh đấy, có biết không? Còn ồn ào nữa là tôi đuổi anh ra ngoài đấy. Người đang khoa tay múa chân trước mặt các chính là bảo vệ bệnh viện được người nhà bệnh nhân gọi đến bởi vì hắn biết được địa điểm cuối cùng giang lưu huỳnh xuất hiện chính là ở đây nhưng hắn đến rồi người lại không thấy đâu mọi dấu vết của cô đều bị xóa sạch không chỉ trong bệnh viện mà cả bên ngoài cũng vậy không có một camera nào quay được hình ảnh của cô sạch sẽ như thể cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này cuối cùng các chỉ có thể ôm chút hy vọng cuối cùng lang thang trong bệnh viện sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất liên tục hỏi người khác chỉ là mỗi khi đi ngang qua phòng bệnh có tv đang phát sóng ký ức của giang lưu huỳnh hắn đều vô thức dừng lại một lúc, cho đến khi tê liệt cảm xúc. Ung điện thoại rung lên. Lần này các không còn trực tiếp bỏ qua như vừa nãy. Ngược lại, hắn mở điện thoại ra xem với vẻ mặt căng thẳng. Là định vị mà Selina gửi đến, đang di chuyển nhanh chóng về phía ngoại ô thành phố. Ê, sao anh lại đi rồi? Anh không thăm người nhà nữa à? Bảo vệ thấy hắn định đi liền giữ hắn lại, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ vừa nãy mình quá hung dữ nên dọa người ta bỏ đi rồi? Hay là hắn không hiểu ý mình? nghĩ mình đang đuổi người. Bảo vệ càng nghĩ càng thấy ái náy, đang định dùng hết vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để nói một câu xin lỗi thì. Người nhà của tôi, tôi làm mất cô ấy rồi, bây giờ tôi phải đi tìm cô ấy, tạm biệt. Giọng các có chút nghẹn ngào, hốc mắt hắn bỗng nhiên đỏ hoe khi bảo vệ nói hai từ người nhà. Bộ dạng đáng thương này khiến bảo vệ càng thêm ái náy, thậm chí còn quên mất việc hắn biết nói tiếng Trung, vội vàng tránh đường nói. Được rồi, được rồi, chú không cản anh nữa, mau vào tìm. Câu nói còn chưa dứt lời đã thấy các chạy ra cổng bệnh viện. Bên trong bệnh viện đệ nhị, Giang Trấn Thiên, người đã hôn mê suốt một ngày trên lầu, cuối cùng cũng tỉnh lại. Không phải là bệnh viện có sự chăm sóc đặc biệt gì dành cho ông ta, mà là trong đầu ông ta luôn hiện lên những hình ảnh, thúc giục, đẩy đưa, thậm chí là đe dọa ông ta, buộc ông ta phải mở mắt, học, học. Giang Trấn Thiên toát mồ hôi hột, thoát khỏi cơn ác mộng, thở hồn hền, cả khuôn mặt tím tái như gan lợn, trông vô cùng khó coi. Cùng lúc đó, từ phòng bên cạnh vọng đến tiếng nói chuyện khe khẽ, "Ê, bệnh nhân giường bên tỉnh rồi, có cần gọi y tá không?" "Suỵt, đừng lắm chuyện, ông này lúc ngủ cứ gọi sao, sao mãi, lúc sau lại nói xin lỗi sao, chắc là có vấn đề về thần kinh, theo tôi thì cậu nên tìm bác sĩ đổi giường cho ông ta đi." Giang Trấn Thiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhưng đáng tiếc bị rèm che nên không nhìn rõ, chỉ biết là có giường bệnh ở cả hai bên. Ông ta quay đầu nhìn xung quanh, căn phòng chỉ có thể coi là sạch sẽ bình thường, nhưng nhỏ cũ, lộn xộn, lại còn ở chung với nhiều người. Sống hơn nửa đời người, ông ta khi nào phải nằm ở phòng bệnh như thế này chứ? Chưa kể đến việc ông ta là con rể của gia đình danh giá hàng đầu Giang Gia. Ngay cả trước đây, ông ta cũng thừa kế khối tài sản hàng triệu của cha mẹ, chưa bao giờ bạc đãi bản thân, loại phòng bệnh này đừng nói là nằm, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Người đâu? Bác sĩ? Y tá? Tôi muốn đổi sang phòng đơn. Giang Trấn Thiên tức giận giật ống truyền dịch ra, hoàn toàn quên hết sự hoảng loạn trong giấc mơ ngay giây tiếp theo khi ông ta kéo rèm ra ê sao ông này lại đợi đã sao trông quen thế nhỉ một người phụ nữ ngạc nhiên lên tiếng sáu con mắt của ba người nhìn nhau là bố thiên vị của giang lưu huỳnh người đàn ông trung niên nói toạc ra ngay lập tức tấm rèm bên kia cũng được kéo ra một thiếu niên quẻ chân hét lên lặp lại bố khốn nạn của giang lưu huỳnh giang trấn thiên người vừa nãy còn hùng hổ dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của ba người dần dần xẹp xuống như một con rùa rụt cổ hai tay ôm đầu chui trở lại giường đúng rồi đúng rồi ông ta không còn là giang trấn thiên giàu có nữa còn con gái ông ta con gái giang lưu huỳnh của ông ta không còn nữa ông ta là một người chồng người cha thất bại một tên khốn nạn đúng nghĩa nước mắt lặng lẽ rơi xuống giang trấn thiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc đập mạnh vào đầu mình tự hỏi trong lòng những năm qua ông ta đã làm gì ông ta đã làm cái quái gì vậy hu hu con tôi sao nhỏ của tôi không còn nữa đứa con ruột duy nhất của tôi bị tôi hại chết. Tôi, tôi, a a a, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ai đã rớt con gái tôi? Giang Trấn Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, mạch máu trên cổ và chán nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt đỏ ngầu mở to. Hai vợ chồng trung niên sợ hãi lùi lại nửa bước, chỉ có thiếu niên trên giường bên cạnh khinh bỉ nói. Không ngờ ông không chỉ ngu mà còn ác, thấy mình không nhận lại được con gái thì liền nguyền rủa nó chết đúng không? Ừ. Nghe thấy câu này, Giang Trấn Thiên giữ người, đầu óc nhất thời không xoay chuyển kịp chỉ biết biện minh cho câu đầu tiên của thiếu niên không tôi không ác tôi không ác là tôi quá ngu ngốc tôi sẽ báo thù cho con gái tôi tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã rớt nó hãy tin tôi tôi sẽ làm được vừa nói ông ta vừa nắm lấy hai tay của thiếu niên bị làm cho ghê tởm thiếu niên lập tức hất tay ông ta ra người ta còn sống mà ông tìm cái gì giang trấn thiên loạng choạng ngã xuống đất mu bàn tay vừa mới rút kim truyền cứ thế chảy máu không ngừng nhưng phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là cầm máu mà là vội vàng đứng dậy nắm lấy vai thiếu niên hỏi cậu nói vậy là có ý gì cái gì mà chưa chớt nhưng chưa kịp để thiếu niên trả lời giang trấn thiên đã tự mình rút tay về cúi đầu lẩm bẩm không đúng không thể nào tôi tận mắt nhìn thấy viện trưởng đích thân nói với tôi tại sao cậu lại lừa tôi là cậu rớt đúng không tay giang trấn thiên lại lần nữa vươn về phía thiếu niên lần này thiếu niên đã rút kinh nghiệm không chỉ nghiêng người tránh né mà còn cầm lấy cây nặng bên cạnh đập vào đầu ông già. Khoang, một tiếng động lớn vang lên. Giang Trấn Thiên chóng váng ngã ngửa ra sau, nằm vật ra giường. Tên điên, thiếu niên hét lên, nếu không phải chân cẳng bất tiện thì cậu ta đã xông lên đè Giang Trấn Thiên xuống đất đánh cho một trận rồi. Dám vu khống cậu ta rớt nữ thần lưu huỳnh mà cậu ta kính trọng nhất, sao dám chứ? Cặp vợ chồng trung niên thấy ông ta không còn khả năng hành động nữa thì cũng chỉ trỏ bàn tán. Nhìn xem, loại người gì đây, lại còn nguyền rủa con gái ruột của mình chết đi. Vợ yêu yên tâm, anh sẽ không bao giờ như vậy, anh nhất định sẽ để con gái chúng ta lớn lên bình an, vui vẻ. Giang Trấn Thiên đầu óc quay cuồng, nghe vậy liền quay phát lại, Trừng mắt nhìn người đàn ông vừa nói, Ê ông, người đàn ông trung niên đang định nói thì đúng lúc đó y tá bước vào. Chuyện gì vậy? Dương số 2, sao ông lại rút ống truyền dịch ra? Còn muốn sống nữa không? Giang Trấn Thiên nhìn y tá đờ đẫn, thốt ra ba chữ. Không muốn sống nữa ông ta sống hơn nửa đời người phấn đấu hơn nửa đời người cuối cùng lại nhận kết cục vợ con ly tán tài sản mất hết bị mọi người chỉ trích ông ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa trừ khi ông ta có thể rớt chớt vương quyên giang vãn vãn và cả hung thủ đã sát hại con gái mình để trả thù cho vợ con có lẽ a nhược và lưu huỳnh dưới suối vàng mới có thể tha thứ cho ông ta phần nào hừ tốt nhất là ông nói được làm được thiếu niên nằm xuống một cách thờ ơ dùng điều khiển bật chiếc tv treo tường lên vừa bật lên đúng lúc là kênh trực tiếp. Mở đầu là hình ảnh Giang Trấn Thiên chống nạnh, dùng lỗ mũi nhìn người khác. Còn biết đường về à, ta còn tưởng mày cả đời muốn ở nước ngoài, không định nhận ta là cha nữa chứ. Đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Là một người cha, gặp lại con gái sau 4 năm xa cách mà lại dùng thái độ hống hách như vậy. Đừng nói là Giang Lưu Huỳnh, người đã vượt ngàn dặm đường từ Mỹ trốn về, mà ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy khó chịu. Giang Trấn Thiên khi nào mới chết đi, ghét ông ta lâu rồi tên ngu ngốc giang trấn thiên lưu huỳnh nhà chúng ta vất vả trốn chạy ngoài việc ngủ gật trên máy bay ra gần như toàn bộ thời gian đều đang di chuyển cuối cùng về đến nhà còn bị ông ta sỉ nhục hu hu ôm ôm lưu huỳnh bảo bối cảm giác cô ấy sắp tan vỡ rồi mặc dù nói vậy không hay lắm nhưng vẫn muốn hỏi tại sao tôi không cảm nhận được nỗi buồn của giang lưu huỳnh nữa trước đây vẫn luôn có mà bây giờ lại không có chút cảm giác nào cả mọi người im lặng nhưng không ai nghi ngờ cô gái đáng thương mắt đỏ hoe trước mắt họ chỉ nghĩ là khả năng đồng cảm của mình có vấn đề. Kể cả Giang Trấn Thiên đang nằm trên giường bệnh, mở to mắt kinh ngạc. Ông ta kinh ngạc thứ nhất là việc mình lại nói ra những lời như vậy với con gái, thứ hai là việc buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục. Ai cũng biết, người chết thì không thể trích xuất ký ức được nữa, vậy thì, liệu có phải là Lưu Huỳnh chưa chết? Quá tốt rồi, con gái tôi chưa. Chữ chết còn chưa kịp thốt ra, Giang Trấn Thiên đã bị chiếc điều khiển từ giường bên cạnh bay tới đập trúng chán. Tốt cái gì mà tốt, ông làm ra những chuyện tồi tệ như vậy còn mặt mũi mà nói tốt thiếu niên chỉ vào tv hóa ra trên màn hình giang trấn thiên sau khi mỉa mai giang lưu huỳnh xong cũng không thèm nghe cô giải thích mà đóng sầm cửa lại giang lưu huỳnh người đầy bụi bặm ngồi thẫn thờ trên bậc thềm trước cửa có thể nghe rõ cuộc trò chuyện bên trong vương quyên vừa đi xuống lầu liền tò mò hỏi tối muộn rồi ai đến vậy giang trấn thiên định nói là người không quan trọng nhưng đột nhiên nhớ đến ánh mắt giang lưu huỳnh nhìn ông ta lúc nãy trên khuôn mặt lem lúc đó đôi mắt ấy đặc biệt sáng cho đến khi ông ta nói lời cay nghiệt thì mới trở nên ảm đạm thôi thì thôi dù sao cũng là con gái mình giang trấn thiên im lặng quay người mở cửa ra nhìn thấy bóng lưng co do trên bậc thềm cùng bộ quần áo bẩn thỉu trên người cô trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả dù sao nhà họ cũng là người giàu có sao lại ăn mặc như vậy còn không mau cút vào nhà người ta nhìn vào lại tưởng ta ngược đãi mày ông xã ông đang nói chuyện với ai vậy Vương Quyên đứng phía sau nghe thấy lời ông ta nói thì đột nhiên có một sự cảm chẳng lành. Vương Quyên nhanh chóng bước ra từ nhà bếp với nụ cười nham hiểm, cất tiếng gọi: "Mi đã xong rồi Lưu Huỳnh, lại đây ăn đi." Bà ta tuy không thể bỏ độc nhưng thêm nhiều muối thì vẫn dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ Giang Lưu Huỳnh có gan để bà ta nấu mà không có gan ăn. Vương Quyên gần như đã có thể tưởng tượng ra cảnh đối phương nhăn nhó mặt mày. Nào ngờ Giang Lưu Huỳnh lại hoàn toàn phớt lờ bà ta, tiếp tục trò chuyện với Giang Trấn Thiên điều kỳ lạ là hai người họ thực sự có chuyện để nói trấn thiên anh đừng làm phiền lưu huỳnh nữa để con bé ăn đi vương quyên không cam lòng gọi giang trấn thiên kết quả ông ta cũng vậy không biết giang lưu huỳnh đã nói gì mà có thể khiến ông ta tập trung đến mức phớt lờ cả tiếng gọi của bà ta cảnh tượng này khiến không ít khán giả hà hê vỗ tay tán thưởng ha 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 bà già bạch liên cuối cùng cũng đến lượt bà câm nín rồi nhé đừng tưởng tôi không nghe ra bà muốn đuổi lưu huỳnh nhà chúng tôi đi để bà có thể thổi gió bên tai giang lão đầu Giang Lưu Huỳnh cuối cùng cũng học khôn rồi, không dễ dàng gì đâu. Ơ kìa, rõ ràng là Giang Trấn Thiên đề xuất ý kiến mà, Giang Lưu Huỳnh chỉ biết làm thánh mẫu, người ta rớt mẹ cô ấy rồi mà cô ấy vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây. Thì sao nào, ông tưởng ai cũng như ông, là đồ lỗ mãng à? Có thể khiến Giang Trấn Thiên thay đổi thái độ chỉ trong vài phút cũng là bản lĩnh của Giang Lưu Huỳnh đấy. Trái lại, nụ cười trên mặt Vương Quyên trông thật gượng gạo. Thầm nghĩ chẳng lẽ bà ta phải tự tay bưng đến cho cô ta sao? Xem ra 4 năm không gặp, Cô ta đã trưởng thành hơn không ít, nhưng vẫn còn kém xa bà ta. Chẳng mấy chốc, Vương Quyên lộ ra ánh mắt gian xảo, nhanh chóng quay trở lại nhà bếp, đeo găng tay cách nhiệt rồi múc bát mì nước sôi ra. Nhưng khi bưng đến trước mặt Giang Lưu Huỳnh thì bà ta không nhúc nhích nữa. Vừa nói, "Lưu Huỳnh, cẩn thận nóng đấy." Vừa ra hiệu cho Giang Lưu Huỳnh dùng tay không đón lấy bát mì. Chiêu trò quen thuộc đến mức ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng nhận ra điều bất thường. "Cảm ơn mẹ." Giang Lưu Huỳnh vẫn giữ thái độ đúng mực, đưa hai tay ra không nằm ngoài dự đoán chưa kịp chạm vào thì đối phương đã buông tay rõ ràng là muốn hát nước dùng vào người cô hu hu tôi không dám xem nữa tắt livestream một lát mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc vương quyên sẽ buông tay thậm chí có người đã tháo kính thông cảm ra để tránh bị bỏng nhưng khi chứng kiến cảnh tượng tiếp theo mọi người vẫn không khỏi mở to mắt kinh ngạc a a a người hét lên là vương quyên người bị bỏng lại không phải giang lưu huỳnh lý do là vào khoảnh khắc quan trọng Giang Lưu Huỳnh đã dùng ngón tay nâng mép bát bên phía mình lên. Hành động này khiến nước dùng trong bát nghiêng về phía Vương Quyên. Dù bà ta có đeo găng tay cách nhiệt cũng không thể bảo vệ được đùi và cánh tay, cả bát mì hát thẳng vào người Vương Quyên. Quyên à! Giang Trấn Thiên vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi Han. Quyên, em không sao chứ, anh đưa em đi bệnh viện này. Nói rồi định bế bà ta lên, nào ngờ Vương Quyên dù đau đớn vẫn không muốn bỏ qua cho Giang Lưu Huỳnh, cố lùi lại vài bước, xua tay nói. Không, không trách lưu huỳnh em không sao đâu gì giang trấn thiên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ lập tức nghiêm khắc quát mắng giang lưu huỳnh con làm sao vậy cầm cái bát cũng không xong sao nhìn xem mẹ con bị bỏng thành cái dạng gì rồi giang lưu huỳnh cút dưới ánh mắt mong chờ của vương quyên đang chờ giang trấn thiên nói ra hai chữ cút đi thì giang trấn thiên dừng lại giang lưu huỳnh nhân cơ hội chen vào nói con xin lỗi cha con không cố ý thực sự là quá nóng bây giờ trời cũng đã khuya rồi hay là để con đưa mẹ đi bệnh viện nhé cha cứ nghỉ ngơi trước đi lời này nói ra quả thực không tìm ra điểm nào sai sót lời xin lỗi cũng đã nói giải thích cũng đã rõ ràng quả thực là vì quá nóng nên cô mới không đỡ được đặc biệt là trên tay vương quyên còn đeo găng tay sức thuyết phục càng cao hơn không không được nhưng giang trấn thiên còn chưa kịp phản ứng thì vương quyên đã vội vàng lùi lại hét lên như dùng hết sức lực làm sao bà ta có thể ở riêng với giang lưu huỳnh được ai biết được con nhỏ điên này có thể giữa đường rớt bà ta rồi phi tang sắc ở nơi hoang vắng hay không nghĩ thôi cũng thấy giận người vẻ mặt kinh hoàng của bà ta khiến giang trấn thiên dù không có ý định để giang lưu huỳnh đưa bà ta đi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu tối muộn rồi không ngủ làm gì thế hả giang trấn thiên còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị bóng người chạy xuống cầu thang thu hút sự chú ý bố mẹ chuyện gì vậy còn cô là ai giang diễm nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu liền vội vàng chạy xuống cho đến khi đến bên cạnh Vương Quyên mới giật mình nhận ra. Giang, Giang Lưu Huỳnh, sao cô lại đến nhà chúng ta? Còn, hửm, mẹ, mẹ sao vậy? Mọi người đều cảm nhận được cảm xúc dao động của Giang Lưu Huỳnh khi Giang Diễm lên tiếng. Đặc biệt là câu nói nhà chúng ta của cậu ta. Sự phẫn uất trong lòng Giang Lưu Huỳnh dâng lên đỉnh điểm, ngay cả khi bị cha mắng mỏ oan ức lúc nãy cũng không đến mức này. Vương Quyên thấy cứu tinh của mình đã đến, lập tức vừa khóc vừa kêu. Mẹ đau quá, con xem tay mẹ có bị bỏng đỏ lên không, hu hu. Chưa kêu được mấy câu đã lại khóc. Lần này, bà ta thậm chí còn chưa kịp nói là ai làm thì Giang Diễm đã lao đến bóp cổ Giang Lưu Huỳnh, gầm lên bên tai cổ. Con khốn. Bên ngoài màn hình, Giang Diễm vừa mới mở livestream lên đã chứng kiến cảnh tượng này. Cảm giác xét đánh ngang tai có lẽ đã được cụ thể hóa vào khoảnh khắc này. Lực xiết ở cổ ngày càng mạnh, cảm giác ngạt thở ập đến. Điều đáng sợ là sự căm ghét trong mắt Giang Diễm còn mãnh liệt hơn cả 4 năm trước. Lúc này, rõ ràng hắn ta chỉ muốn giang lưu huỳnh chết thậm chí còn không quan tâm đến việc có người khác đang ở đó con khốn này chính mày đã làm hại mẹ tao còn cả chị tao nữa sao lúc trước mày không chớt quách đi ở quê cho rồi giang diễm tức giận hét lên tuy nhiên giang lưu huỳnh chỉ nhìn hắn lặng lẽ bằng đôi mắt đen láy không chút gợn sóng bình tĩnh như nước sâu thẳm như vực thẳm như thể đang nhìn một người xa lạ hoặc đang xem xét một vật vô tri vô giác nhưng mà cô cũng muốn biết Giang Lưu Huỳnh cũng muốn biết tại sao khi lăn xuống dốc lúc trước, cô không bị đá đè chết, tại sao cô có thể sống sót qua từng mùa đông lạnh giá trong căn lều rách nát đó, tại sao cô không chết trên bàn thí nghiệm, tại sao cô không chết đi. Ý nghĩa của việc chạy trốn là gì? Ý nghĩa của việc trở về ngôi nhà không thuộc về mình là gì? Tại sao cô vẫn chưa chết? Tại sao Bạch Hoài Sơn không giết cô? Tại sao những người nước ngoài đó lại tha mạng cho cô? Lấy đi thứ họ muốn không phải tốt hơn sao? Máu hay là trái tim, hay đơn giản là muốn cô chết. Giang Diễm, mày bị làm sao vậy? Đó là chị gái ruột của mày. Một tiếng quát lớn cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Giang Lưu Huỳnh. Cùng với việc bàn tay đang siết cổ cô được buông ra, không khí cuối cùng cũng tràn vào phổi, tâm nhìn mờ dần trở nên rõ ràng. Bịch Giang Lưu Huỳnh như một con búp bê rách ngã xuống đất. Vừa mới thoát chết trở về từ nước ngoài, Giang Lưu Huỳnh lại một lần nữa bước qua quỷ môn quan ở nơi quen thuộc nhất. Điều đáng sợ là, khi nhìn thấy ánh mắt căm hận của Giang Diễm, Cô thực sự đã thoáng nghĩ đến việc kết thúc tất cả tại đây. Giang Diễm bị đẩy ra, loạn trọn vài bước mới đứng vững, quay đầu lại chất vấn Giang Trấn Thiên. Bố, bố đẩy con làm gì? Không thấy vợ bố bị bắt nạt sao? Giang Trấn Thiên chừng mắt nhìn hắn, vội vàng bước đến đỡ Giang Lưu Huỳnh dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới. Đặc biệt là đôi tay. Lưu Huỳnh, con không sao chứ? Tay con không bị sao chứ? Nhưng ánh mắt này hoàn toàn không giống như sự quan tâm dành cho con cái mà giống như đang kiểm tra xem món hàng này còn có thể sử dụng được hay không. Con, con không sao. Giang Lưu Huỳnh thở hồn hển đáp, ngay sau đó nghe thấy người đàn ông nói. Bây giờ con là họa sĩ, tay phải cẩn thận đấy. Họa sĩ, dĩ nhiên là điều mà hai người vừa nói chuyện trên bàn ăn về thành tích của Giang Lưu Huỳnh ở Mỹ. Trước khi có tác phẩm, cái gọi là sở thích chỉ là trò vô bổ, nhưng khi nghe nói một bức tranh của cô có thể bán được hàng triệu thì lập tức biến thành họa sĩ. Giang Lưu Huỳnh, đừng có giả vờ với tao, có tin tao. Giang Diễm tức giận nói, sắn tay áo lên định tiếp tục công việc chưa hoàn thành lúc nãy. Cho đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Giang Lưu Huỳnh, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nhớ đến ánh mắt của cô lúc nãy, trái tim hắn không hiểu sao lại thoát lại. Nhưng không phải là sợ hãi, mà là căng thẳng. Căng thẳng cái gì, hắn không biết. Hừ, hừ, cô ta mà là họa sĩ si á. Bố, bố đừng bị cô ta lừa đấy. Nói vài câu mà bố cũng tin, ai. Sắc mặt Giang Trấn Thiên lập tức ra sầm. Đứa con trai này ngày thường không chịu học hành, lại cứ thích làm trái ý ông ta, lúc này so với Giang Lưu Huỳnh ngoan ngoãn nghe lời thì ai cũng biết nên bênh ai. Ai cho mày nói chuyện với chị như vậy hả? Ngay lập tức, ông ta tiến lên tát Giang Diễm một cái, tiếng tát vô cùng vang dội, nói là không có chút tư thủ cá nhân nào cũng chẳng ai tin. Lưu Huỳnh dù trước đây có tính tình không tốt, nhưng cũng đã 4 năm rồi, nhìn xem con bé tiến bộ bao nhiêu, chỉ có mày là vẫn dậm chân tại chỗ, học hỏi hai chị gái của mày đi. Giang Lưu Huỳnh đứng bên cạnh, người cứng đờ, lạnh buốt, nói trắng ra là mặt tái nhợt như tờ giấy, không hề có chút vẻ vui mừng nào. Khán giả không khỏi thắc mắc, sao Giang Lưu Huỳnh vẫn không vui vậy? Giang Diễm bị tát cho thành kẻ ngốc rồi mà, còn tôi thì đã giơ hai tay hoan hô rồi đấy. Có lẽ là vì chân tướng của Giang Vãn Vãn vẫn chưa lộ ra, nhưng ít nhất Giang Trấn Thiên cũng đã chịu đánh Giang Diễm vì Giang Lưu Huỳnh, có phải mọi chuyện đang tốt lên rồi không? Ừm ừm, chẳng lẽ là đang thương hại Giang Diễm sao? nếu vậy thì tôi thấy những khổ sở trước đây của cô ta là do cô ta tự chuốc lấy lòng thanh mẫu tràn lan không chịu khổ thì ăn khổ làm gì nhưng thực tế lại hoàn toàn khác vì ngay giây tiếp theo ánh mắt giang lưu huỳnh đã thay đổi từ sự sốc đến bây giờ là lạnh lùng nấp sau lưng giang trấn thiên ngẩng đầu lên vết bầm tím trên cổ lúc này càng thêm rõ rệt nhưng lại cho người ta cảm giác như một vị thần cao cao tại thượng không phải cô cố ý như vậy mà chỉ là cô đột nhiên nhận ra hóa ra thứ mà cô từng khao khát sự thiên vị của cha lại có thể dễ dàng đến vậy dễ dàng đến mức cô cảm thấy những nỗ lực của mình trong suốt những năm qua như một trò hề ba ba đánh con vì một kẻ lừa đảo sao giang diễm bị đánh cho choáng váng che mặt một lúc lâu mới khó tin hỏi lại vương quyên thấy không khí không đúng ngay cả vết thương trên người mình cũng không quan tâm lập tức bước tới ôm lấy cánh tay giang trấn thiên trấn thiên trấn thiên diễm cũng quá lo lắng cho em rồi anh đừng giận nói rồi bà ta còn không quên ra hiệu cho giang diễm nhưng cậu thiếu niên đang trong độ tuổi nổi loạn thì làm sao hiểu được tâm tư của bà ta lại càng hung hăng mắng chửi giang lưu huỳnh con đĩ này mày cố tình đến phá hoại gia đình chúng tao còn họa sĩ nữa à tao sẽ tìm cho mọi người xem mày là loại người gì giang diễm đầy tự tin lấy điện thoại ra tìm kiếm trực tiếp nghe thấy những lời này giang trấn thiên im lặng sau đó quay lại nhìn giang lưu huỳnh với ánh mắt nghi ngờ không hề phản ứng gì hoàn toàn khác với vẻ mặt bênh vực cô lúc nãy thật là trớ trêu Giang Diễm nhanh chóng gõ tìm kiếm. Không cần bàn cãi, trên Baidu không có bất kỳ thông tin nào về Giang Lưu Huỳnh. Hoàn toàn trống rỗng. Giang Diễm đắc ý ném điện thoại lại, vì cái tát không rõ nguyên nhân lúc nãy nên thái độ của cậu ta không tốt lắm. Ông già chớt tiệt mau mở to mắt chó của ông ra mà xem đi. Giang Trấn Thiên chưa kịp xem đã biến sắc, sau khi xem xong thì khỏi cần nói, ông ta trực tiếp giơ điện thoại lên trước mặt Giang Lưu Huỳnh. Con gái bất hiếu, con còn gì muốn nói nữa không? Tay Giang Lưu Huỳnh giơ lên nửa chừng, không biết vì lý do gì lại dừng lại, cuối cùng cô lại thẳng thắn trả lời, không có. Tác phẩm dưới tên Giang Lưu Huỳnh từ trước đến nay chỉ được một họa sĩ tên Bạch Điểu Hoài Lý thừa nhận, bách khoa toàn thư trong nước đương nhiên không thể có mục từ về cô. Nhưng, Ava thì không chắc, năm cuối cùng ở trong tổ chức, cô dùng tên Ava để đăng ký một tài khoản trên mạng nước ngoài, trên đó chỉ đăng một bức tranh, là bức tranh sơn dầu cô hoàn thành trong một tháng sau khi ra tù. Giá bán cuối cùng, nếu không nhớ nhầm thì là 3 triệu đô la Mỹ đây gần như là giá giao dịch cao nhất trong lịch sử đối với tác phẩm ra mắt của một họa sĩ mới thậm chí còn nổi tiếng một thời gian ngắn khi mọi người đang chờ đợi bức tranh tiếp theo của ava thì cô lại hủy tài khoản vĩnh viễn nhưng thế thì sao chứ bảo giang trấn thiên bán mình với giá cao hơn sao hay để ông ta một lần nữa lấy đi tiền của cô một cách đường hoàng hơn nữa ông ta có tin không giang lưu huỳnh đã có câu trả lời từ lúc ông ta nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ đồ mất mặt một bàn tay lớn đột nhiên tát vào má cô với thân thủ của giang lưu huỳnh đương nhiên cô có thể dễ dàng tránh né nhưng cô không tránh cái tát đó đã rơi thật mạnh vào mặt giang lưu huỳnh phần bình luận nổ tung a a a giang trấn thiên ông chớt đi cho rồi ông là thần lằn tắc kẻ đổi màu à con đĩ tất cả đều là con đĩ trong nhà giang trừ giang lưu huỳnh ra thì toàn bộ đều đáng chớt chúng ta cùng nhau góp tiền thuê sát thủ rớt hết bọn chúng đi rớt thì phí bọn chúng rồi nên đưa chúng đến miến điện để cắt thận bị điện giật mỗi ngày sống khốn khổ cả đời mới phải tất cả mọi người đều tập trung vào cái tát đó không ai nhận ra những người lẽ ra phải cảm thấy đau rát lại không hề cảm nhận được chút nào giang trấn thiên cũng nhận ra điều bất thường tay ông ta tự nhiên trở nên yếu ớt không không chỉ tay mà cả cơ thể chẳng lẽ là bị tức giận giang lưu huỳnh lúc này mới thản nhiên nói cha nhầm rồi ở nước ngoài con đương nhiên dùng tên nước ngoài đủ rồi giang lưu huỳnh con lại lừa gạt mọi người bắt nạt người lớn tuổi cút về phòng mà sám hối đi. Đúng như dự đoán, cô quay người đi về phòng mình. Dường như cô đã biết trước đối phương sẽ cắt ngang lời mình nên mới từ tốn giải thích, hay nói đúng hơn là không phải giải thích, vẻ bình tĩnh của cô càng giống như đang trình bày sự thật. Chỉ có cư dân mạng mới tin cô, ngay cả những người ghét cô cũng không thể phủ nhận một sự thật, Giang Lưu Huỳnh chưa bao giờ nói dối về việc này, ấn tượng của cô đối với họ luôn là người tốt quá mức, trung thực quá mức. Vì vậy, họ vừa mắng cô vừa tin cô. Ngay sau đó, Thông tin về họa sĩ Ava được tìm thấy, tổng cộng là 800 người. Ai cũng biết ở nước ngoài xác suất trùng tên là rất cao, việc tìm ra 800 người này đã mất khá nhiều thời gian, sau đó là quá trình sàng lọc. FUCK, gần một nửa số người đều vẽ tranh giống hệt nhau, rốt cuộc cái nào là thật? Đám đạo văn này điên hết rồi à? Ava không kiện họ sao? IP Mỹ, tôi có chút ấn tượng về bức tranh này, trước đây hình như nó được bán với giá 300 đô la, chẳng lẽ đó là bức tranh của Ava Trung Quốc sao? IP Mỹ. Không cần tìm nữa mọi người ơi, người ta đã hủy tài khoản rồi, còn tôi biết được sao, đương nhiên là vì bản gốc đang ở đây, ảnh JPG, kèm theo một hợp đồng nhé, IP Mỹ. Chữ ký trên đó rõ ràng là ba chữ tiếng Trung Giang Lưu Huỳnh. Giang Trấn Thiên ở ngoài màn hình lại một lần nữa cảm thấy trời sập xuống. 3 triệu đô la Mỹ, con gái ông ta, vẽ ra. Thành tích xuất sắc, lại vừa là ca sĩ, vừa là họa sĩ. Đây chính là cô con gái mà ông ta luôn coi là vô dụng mày cũng xứng đáng đánh nữ thần lưu huỳnh của tao à cho ma ăn đòn của tao đây giang trấn thiên còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc kinh hoàng thì đã bị cậu thiếu niên bên giường cạnh dùng gậy đánh xuống một tiếng phịch ông ta lăn từ trên giường xuống đất cảm giác như xương cốt sắp gãy hết một nửa điều quan trọng hơn là không một ai đỡ ông ta dậy tất cả đều đứng nhìn với vẻ mặt hả hê cho đến khi giang trấn thiên nằm trên mặt đất miệng phun ra máu tươi y tá mới từ từ can ngăn sau mấy ngày náo loạn dù tuổi thọ của ông ta có dài nữa thì cũng bị hao tổn nghiêm trọng chưa kể đến bệnh tật trong lòng ông ta còn nặng hơn cả bệnh thể xác hiện tại trong đầu giang trấn thiên ngoài hai chữ hối hận viết hoa ra thì không còn gì khác dù bị người trẻ tuổi đánh cho toàn thân đầy thương tích ông ta cũng không hề để ý ngược lại ông ta cảm thấy cứ ngất đi như vậy cũng tốt có thể không cần phải chứng kiến ký ức về sự bất hạnh của lưu huỳnh nữa ngay sau đó mọi người nghe thấy giang trấn thiên nói lắp bắp đừng dừng lại tiếp tiếp tục đợi tôi khi tỉnh dậy, tôi sẽ được gặp. Cút mẹ mày đi, mày cũng xứng đáng gặp cô ấy sao?" Cậu thiếu niên lập tức đánh mạnh vào đầu ông ta một cái. Giang Trấn Thiên rên lên một tiếng đau đớn rồi nằm bất động trên đất. Nói thật, bệnh viện cũng bị thiệt thòi, vừa mới cứu sống thì lại ngã xuống. Nhưng mà không chết được, bác sĩ đến kiểm tra hơi thở rồi bảo người ta khiêng ông ta lên giường. "Đợi người nhà đến ký tên thì chúng tôi mới phẫu thuật, không thì ông ta cứ nằm trên giường cả đời đi." Trước khi đi chỉ để lại một câu nói này, giang trấn thiên nghe rõ mồn một hóa ra không phải mơ ông ta thực sự đã mất cảm giác nhưng tại sao đầu óc ông ta lại tỉnh táo đến vậy tỉnh táo đến mức ông ta thậm chí có thể nhớ lại lúc đó thân thể lạnh lẽo của lưu huỳnh lạnh lẽo đến vậy trắng bệch đến vậy con bé thực sự còn sống sao mình có lẽ không còn được gặp con bé nữa một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống khóe mắt già nua của người đàn ông còn những người khác trong phòng bệnh thì chăm chú nhìn vào màn hình tv sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì không hay biết chương trình này đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có trên toàn cầu nó không phân biệt quốc gia không phân biệt chủng tộc trong thời đại đồ ăn nhanh này nó lặng lẽ chiếm lĩnh thời gian rảnh rỗi của hàng chục tỷ người hãy nhìn sang giang diễm kẻ đã tận mắt chứng kiến hành động xấu xa của mình kỳ lạ nhỉ rõ ràng là thấy hắn ta chạy về phía này mà thằng nhóc đó chạy nhanh thật ôi anh ơi đừng vội vài ngày nữa là thi đại học rồi em không tin giang diễm lại không đi thi đến lúc đó chúng ta lại tóm nó lại đánh cho một trận Vài cậu thanh niên đầu đinh tụ tập lại bàn luận, không hay biết rằng Giang Diễm, người mà họ đang tìm kiếm, đang ở ngay phía sau họ, chính xác hơn là phía sau đống rác. Hiện tại, không hoa khi nói rằng hắn ta không khác gì một tên tội phạm bị truy nã, trên đường bị mọi người đuổi đánh, trốn tránh, cuối cùng bị đuổi đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh, lúc này chỉ có thể bịt miệng lại để không phát ra tiếng động. "Đi thôi anh, chúng ta xem livestream của nữ thần đi, đừng để một con chuột bẩn làm ảnh hưởng đến tâm trạng." Giang Diễm nghiến răng, nắm chặt nắm đấm xương cốt kêu răng rắc may mắn là những người khác không để ý đến tiếng động phát ra từ đây nên nhanh chóng rời đi tiếng bước chân ngày càng xa giang diễm người đang căng thẳng thần kinh mới thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó toàn thân hắn như bị rút hết gân cốt ngã xuống đống rác chất cao như núi phía sau tuy nhiên điều này dường như không giúp hắn thư giãn hoàn toàn trên má chảy xuống thứ nước không phân biệt được là nước mắt hay mồ hôi xin lỗi xin lỗi giang diễm lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai câu này biểu cảm khoa trương và thân thể bẩn thỉu không khác gì một tên điên lang thang điều này là do hắn ta không có sự kích thích từ bên ngoài dẫn đến những suy nghĩ đã bị bỏ quên ở phía sau cùng lúc ập đến đây không phải là lần đầu tiên hắn dùng góc nhìn thứ ba để xem mình đã làm tổn thương giang lưu huỳnh như thế nào nhưng chính lần này hắn ta hoảng sợ chưa từng có nếu như lúc trước mình không xuống lầu không đi tìm kiếm thêm chị lưu huỳnh đã không bị giang chấn thiên tát cô ấy đã không thất vọng với gia đình này đến vậy Tôi không biết sự thật lại như vậy, tôi thực sự không biết hu hu hu. Giang Diễm khóc nức nở, rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên vừa tròn 18 tuổi, lúc này khóc còn giống như một đứa trẻ. Đáng tiếc là không ai dỗ dành hắn nữa. Dù hắn có đau khổ đến mấy, cũng không thể tìm lại Giang Lưu Huỳnh của ngày xưa. Giang Diễm khi nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của chị ấy trên màn hình thì đã nhận ra điều này. Còn về việc chị Lưu Huỳnh trở về vì sao, hắn nghĩ có lẽ là để báo thù cho mẹ cô ấy. Vương Quyên đã làm sai, bị trừng phạt là đáng đời. Còn về sự trừng phạt thì, Vương Quyên tội nghiệp đã bị mổ mắt, chặt chân tay, ta nhẫn hơn là ý thức của bà ta vẫn luôn tỉnh táo trong suốt quá trình. Giang Thục đang ra phải vui mừng, nhưng lúc này bà ta lại lo lắng hỏi. Giác, anh nói thuốc mạnh như vậy, liệu có liên quan đến cháu gái của chúng ta không? Giác sững sờ, rõ ràng không ngờ đến khía cạnh này. Nhưng để ăn ủi vợ, tất nhiên ông ta chỉ có thể nói. Không đâu, cho dù có liên quan thì chắc chắn cũng là cháu gái chúng ta nghiên cứu ra, con bé thông minh như vậy mà, anh cũng biết mà nghe được những lời này giang thục cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng nhanh chóng lại lo lắng về một việc khác nếu không tìm được lưu huỳnh thì sao con bé không muốn đi với chúng ta thì sao giang thục tự biết đã nhiều năm không liên lạc với cháu gái lúc con bé cần người thân nhất thì bà lại ở nước ngoài không hay biết gì còn bây giờ khi con bé đã thoát khỏi khổ nạn trở nên xuất sắc và mạnh mẽ thì bà ta mới đến muộn màng thậm chí còn muốn đưa con bé về ngay khi vừa gặp hay là chúng ta chuyển đến sống ở trung quốc luôn đi trong khi chúng ta còn hoạt động được thì chuyển toàn bộ tài sản ở nước ngoài về cho lưu huỳnh giữ lại giang thục đột nhiên nói đây là cách bù đắp duy nhất mà bà ta nghĩ ra được so với bà ta giác nhìn thấu đáo hơn ngược lại hỏi em yêu em nghĩ lưu huỳnh bây giờ còn thiếu những thứ này sao con bé đã trưởng thành đến mức không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai rồi giang thục nghe vậy liền sững sờ khóe mắt bỗng ướt át đúng đúng rồi bà ta luôn quen dùng tiền để giải quyết vấn đề nhưng về mặt tình cảm bà ta bó tay. Đừng khóc nữa, Thục, so với tiền bạc, em nghĩ Lưu Huỳnh cần sự đồng hành của chúng ta hơn. Em là bà ngoại ruột của con bé, em trước kia chỉ là bỏ mặc con bé. Chưa từng làm điều gì có lỗi với con bé cả, lẽ nào con bé lại không nhận chúng ta là hai người thân cuối cùng của nó sao? Còn về Giang Trấn Thiên, người đàn ông này đã nằm trong danh sách tử thần trong lòng giác. Ông ta sẽ đích thân đưa ông ta xuống địa ngục để làm bạn với Giang Nhược. Đây là lần đầu tiên Giang Thục nghe xong mà không được an ủi bà ta luôn cảm thấy sẽ có những điều tồi tệ xảy ra. Chúng ta tiếp tục xem đi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đòi lại gấp 10 lần những gì Lưu Huỳnh đã phải chịu. Giang Thục vừa nói vừa lau đi nước mắt, đôi mắt không còn bị nước mắt che khuất bỗng trở nên sắc bén và độc ác. Giang Lưu Huỳnh, cô còn dám trở về nữa à? Tự giác mà quốc khỏi nhà tôi đi, Giang Thành Du nhìn chầm chầm vào cô gái kiêu ngạo và ngang ngược trên màn hình, vẫn cảm thấy một sự giãn nứt không thể diễn tả bằng lời. Vô thức muốn nói, trước kia cô ấy không, như vậy nói đến nửa chừng anh mới phát hiện ra bên cạnh chỉ có giang tư niên đang hôn mê hoàn toàn không có ai có thể nghe anh tâm sự không biết chút giận vào đâu giang thành du đành thở dài một hơi liên tục tự nhủ giang vãn vãn chỉ là một kẻ lừa đảo cô ta không còn là em gái của anh nữa đừng để cô ta lừa nữa nhưng anh lại không nhịn được mà nghĩ trái tim của anh là do giang vãn vãn chủ động thay cho anh liệu cô ta có từng có một chút tình cảm ruột thịt chân thật với anh không anh đã vì giang vãn vãn hy sinh rất nhiều dù là người vô tâm cũng phải có chút xúc động chứ. tuy nhiên giang thành du không biết giang vãn vãn lại là ngoại lệ. ghen của kẻ ác từ lúc hình thành đã ăn sâu vào tận xương tủy. cũng giống như lúc này giang vãn vãn thấy giang lưu huỳnh dám phớt lờ mình, không nói hai lời liền nhặt chiếc nghĩa trên bàn ăn lên, chĩa thẳng vào mắt giang lưu huỳnh. nhìn cái gì? có tin tôi móc mắt cô ra không? giọng nói thay thế trong căn biệt thự rộng lớn thậm chí còn vọng lại, hoàn toàn không quan tâm xung quanh còn có người giúp việc đang nhìn. Giang Lưu Huỳnh như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với người giúp việc chưa từng gặp mặt. Nhưng chưa kịp thể hiện bất kỳ cảm xúc nào thì người giúp việc đã cúi đầu và quay người rời đi. Trong mắt Giang vãn vãn, đó là cô ta muốn tìm người giúp đỡ, cô ta cười nói. Đừng nói đến trước kia nhà có 4 năm người giúp việc tôi không sợ, bây giờ chỉ có mỗi cô ta, dù tôi rớt cô trước mặt cô ta, cô ta cũng không dám nói thêm một lời. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cô ta lộ ra bộ mặt thật giang vãn vãn không chút kiêng rẻ dùng chiếc nghĩa từ từ tiến lại gần mắt giang lưu huỳnh khi chiếc nghĩa chỉ còn cách mắt cô một cm cô đột nhiên lên tiếng giang vãn vãn cô dám không yêu scott caution giang vãn vãn giật mình nếu không kịp giữ lại thì chắc chắn đã đâm vào mắt rồi còn giang lưu huỳnh rõ ràng cô ấy mới là người bị hại nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy từ đầu đến cuối không hề thay đổi thậm chí vì không hề che giấu mà làn da trắng đến phát sáng xinh đẹp đến mức kinh người so sánh với giang vãn vãn kẻ gây bạo lực lại run rẩy như người bệnh parkinson thật là khiến người ta tức cười hừ dám chứ sao tôi lại không dám nhưng giang lưu huỳnh cô có biết tôi ghét khuôn mặt này của cô đến mức nào không tôi không chỉ muốn làm mù mắt cô mà còn muốn lột ra mặt cô ra nữa nói xong liền chĩa đầu nhọn sắc bén về phía má cô không chút thương tiếc mà cửa xuống khán giả đều sợ hãi nhắm mắt lại lặng lẽ đếm ngược ba giây trong lòng Đến khi mở mắt ra thì không thể nhắm lại được nữa. Mắt chữ A mồm chữ O suốt 3 phút. A, a a a a a a tiếng thét chưa từng có vang lên trong biệt thự. Người giúp việc thầm cầu nguyện trong lòng. Cư dân mạng đồng loạt chửi bới. Giang Lưu Huỳnh, cô quả là dũng cảm, xong rồi xong rồi, Giang Vãn Vãn bị thương thế này, cả nhà người đó sẽ không tha cho cô đâu. Tôi không nhìn nhầm chứ? Giang Lưu Huỳnh phản công rồi, Giang Lưu Huỳnh, phản công, rồi. Chẳng lẽ là AI tổng hợp để dỗ chúng ta? À? con bé yếu đuối này lại dám giật nĩa đâm vào mặt Giang Vãn Vãn. "Mẹ ơi, con không chửi Giang Lưu Huỳnh nữa đâu, có giao cô ấy thật sự dám rảnh, có chuyện cô ấy thật sự dám làm." "Cô dám? Giang Lưu Huỳnh, cô dám a a a." Giang Vãn Vãn ôm lấy má đang chảy máu, liên tục lặp lại câu nói này. Lúc này cô ta vẫn chưa biết, Giang Lưu Huỳnh sống ở nước ngoài 4 năm đã sớm rũ bỏ vẻ ngây thơ, quan sát sắc mặt và bất ngờ tấn công chính là hai trong số những điều cô ấy học được từ Selena. Nhanh chuẩn, ác là thứ ba. Giang Lưu Huỳnh đã nhìn ra Giang Vãn Vãn không thể ra tay ở nơi có camera giám sát, cũng đoán được cô ta không nghĩ đến việc mình sẽ giật nĩa. Thậm chí còn dùng dao cứa vào mặt cô ta. Giang Thành Du hoàn toàn ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu nhìn Giang Lưu Huỳnh xa lạ này. Không biết nên vui hay nên buồn. Em gái anh đã biết tự bảo vệ mình rồi, anh rất vui, nhưng Lưu Huỳnh lại chủ động ra tay làm hỏng mặt Giang Vãn Vãn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, báo thù được rồi cũng tốt giang thành du cúi đầu lẩm bẩm như vậy anh cũng có thể bớt chút tội lỗi kỳ lạ là trong đầu anh lại không có ký ức về việc giang vãn vãn bị hủy dung nhưng anh nhớ cô ta đã từng đi làm phẫu thuật thẩm mỹ chắc chắn là có liên quan đến lần này nhưng vãn vãn không tố cáo có phải là vì cô ta đang hối hận không giang thành du không hay biết lại bắt đầu thiên vị giang vãn vãn cho dù anh đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta rất nhiều lần trong thực tế có rất nhiều người sẽ phủ nhận một người vì một việc xấu dù người đó đã làm rất nhiều việc tốt, Giang Thành Du lại hoàn toàn ngược lại, anh sẽ khẳng định một người vì một việc tốt, dù cô ta rớt người phóng hỏa. Tất nhiên, cả hai điều trên đều không nên. Trên đời này không hề có định nghĩa chính xác, khách quan nào về người tốt người xấu. Kẻ rớt người có thể rớt người vì trừ gian diệt ác, vị cứu tinh cũng có thể vì lợi ích mà gieo rắc nỗi sợ hãi. Giang Lưu Huỳnh dùng tay kẹp chặt má bị thương của Giang Vãn Vãn, trong nháy mắt tất cả tiếng hét và chửi bới đều bị tắt tiếng. Sao nào? chuyện cô không dám làm, tôi đã làm rồi, muốn đi tố cáo sao? Mắt Giang vãn vãn trợn tròn xoe, hoàn toàn không thể tin được sự dũng cảm và sức mạnh của Giang Lưu Huỳnh lại lớn đến vậy. Nhưng mà, không thể nào, cô ta muốn nhất chẳng phải là người nhà họ Giang sao? Cô ta không phải rất khát khao tình cảm gia đình sao? Bây giờ cô ta làm bị thương người nhà họ Giang, chắc chắn họ sẽ không tha cho cô ta. Yêu Scott ha, Giang Lưu Huỳnh như nhìn thấy chính mình trước kia trong mắt cô ta, không nhịn được mà cười khẽ. Sau đó lại dùng giọng điệu dịu dàng hỏi. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô chữa khỏi, chỉ hy vọng em gái sau này ngoan ngoãn hơn một chút, được không? Nói là hỏi, nhưng chưa đợi Giang Vãn Vãn trả lời, cô đã cầm lấy con dao bên cạnh. Con ngươi Giang Vãn Vãn đột nhiên mở to, tưởng rằng cô ta dùng đĩa chưa đã lại muốn dùng dao đâm mình thêm một nhát nữa. Mới bắt đầu vùng vẫy thì phát hiện ra Giang Lưu Huỳnh lại chĩa đầu dao về phía lòng bàn tay mình. Nhẹ nhàng cứa một nhát dài khoảng một đốt ngón tay. Không cho phép phản kháng, bịt miệng Giang vãn vãn lại, ép cô ta nuốt xuống. Chủ động và bị động là hai chuyện khác nhau. Nói lại một lần nữa, chủ động và bị động là hai chuyện khác nhau. Giang vãn vãn bị ép buộc hút máu, đồng thời kinh ngạc nhìn Giang Lưu Huỳnh. Giữ bí mật nhé, em cũng không muốn có lần sau chứ. Giang Lưu Huỳnh cười nói, chiều cao 1m7 cao hơn Giang vãn vãn đến 10cm. Dù giọng điệu có dịu dàng đến mấy cũng không che khuất được áp lực trong lời nói. Dầm ngay sau đó giang vãn vãn bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất khác với lúc trước là cô ta không khóc không la vẫn mở to mắt nhìn giang lưu huỳnh nên tỉnh táo lại đi em gái lần sau sẽ không chỉ là mặt đâu giang lưu huỳnh lấy khăn ăn trên bàn lau tay rồi quay người đi về phía cửa lớn tất cả động tác này như nước chảy mây trôi dường như việc hút máu đối với cô ấy đã sớm trở thành chuyện thường ngày mới bước ra khỏi cửa được một lúc thì nghe thấy tiếng hét của giang vãn vãn từ phía sau giang lưu huỳnh tôi sẽ không tha cho cô đâu mẹ ơi con không chửi giang lưu huỳnh nữa đâu a à, a à nổ tung rồi tôi tôi hình như là hủ nữ rồi cư dân mạng đều sững sờ từ khoảnh khắc giang lưu huỳnh tự cứa tay để lấy máu lâu lắm mới hoàn hồn lại là một người đàn ông giang lưu huỳnh tôi thừa nhận cô có hơi giả tạo nhưng mà đã đời quá cho tôi đóng vai hai tập được không ha 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 giang vãn vãn ngốc nghếch rồi chứ gì cứ thích kiểu nhìn tôi không vừa mắt nhưng lại không làm gì được tôi thỏa mãn rồi Tối nay có chất liệu để nằm mơ rồi." Chỉ có Giang Thành Du là như cá mắc câu, giọng nói khàn khàn. "Lưu Huỳnh, sao em lại ngốc nghếch thế? Phải cần bao nhiêu dũng cảm mới chịu được tự làm đau mình như vậy? Cứ một vết thương lớn như vậy chỉ để chữa trị cho Vãn Vãn sao? Hay là vì sợ họ biết được rồi sẽ trừng phạt cô ấy? Nhưng nếu họ biết là Vãn Vãn đã khiêu khích Lưu Huỳnh trước thì họ tuyệt đối sẽ không." Giang Thành Du nghĩ đến một nửa lại đột ngột dừng lại, vì dường như lần trước anh cũng nói như vậy nói chỉ cần Lưu Huỳnh cầu cứu anh, anh nhất định sẽ giúp cô ấy. Nhưng cuối cùng hình ảnh anh thấy lại là anh không những phớt lờ những bằng chứng cô ấy bị bắt nạt, mà còn vu khống những bức ảnh đó là do cô ấy bịa đặt. Điều tồi tệ nhất là anh còn dẫm chết thú cưng, bạn của Lưu Huỳnh. Khụ khụ khụ, sao, sao thế nào? Đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, như trải qua sự bào mòn của cát sỏi. Lập tức khiến Giang Thành Du gián đoạn hồi tưởng trong đầu, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Không nhìn thì thôi. Nhìn một cái, anh phát hiện ra mái tóc đen nhánh của giang tư niên đột nhiên chuyển sang màu trắng nhưng mới chỉ qua vài tiếng đồng hồ thôi mà trong tiểu thuyết đều là chuyện tóc bạc một đêm đến lượt anh trai anh lại như được tua nhanh vậy chẳng lẽ đây là khác biệt giữa không gian một chiều và ba chiều sao giang thành du sao cậu lại khóc giang tư niên không hề nhận ra sự bất thường của mình mà trước tiên chú ý đến những giọt nước mắt trên má giang thành du sau đó mới nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của anh cảm thấy toàn thân lạnh toát sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó Giang Thành Du hoảng sợ, đang định mở miệng giải thích, ai ngờ điện thoại lại phát ra một giọng nói nam giới. Sao cậu lại cặp kè với bố tôi? Ánh mắt của cả hai cùng dừng lại trên điện thoại, sau 3 giây, ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung. Nhưng lần này ánh mắt của Giang Tư Niên rõ ràng mang theo một chút khinh bỉ. Không phải anh, anh nghe em giải thích, em không có cặp kè với bố anh, không phải, anh ấy, anh ấy không phải đang nói chuyện với em. Đây là phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp ký ức của Lưu Huỳnh đó nghe xong lời giải thích sắc mặt giang tư niên càng khó coi hơn sát khí trong mắt như ngọn lửa bùng cháy dữ dội đưa đây cho tôi anh ta gầm lên hoàn toàn không quan tâm đến việc trên tay mình còn đang truyền dịch cúi người giật lấy điện thoại từ tay giang thành du đang ngơ ngác quả nhiên quả nhiên là hắn ta giang tư niên khi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của bạch ly thì nắm chặt nắm đấm thấy điện thoại mới mua của mình sắp hỏng giang thành du vội vàng giật lại vừa gọi sắp hỏng rồi sắp hỏng rồi đây là chiếc điện thoại em đổi bằng chiếc đồng hồ cuối cùng có giá trị đó." Giang Tư Niên nghe vậy thì cứng đờ mặt, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Dù sao anh ta cũng không còn là thiếu gia nhà họ Giang giàu có như trước kia nữa, điện thoại đối với anh ta cũng không còn rẻ nữa. Ít nhất cũng phải đợi anh ta tự lập nghiệp thì. "Thôi, tự lập nghiệp làm gì, không có lưu huỳnh thì anh ta còn nhà cửa gì nữa." Giang Tư Niên chán nản quay đầu lấy điều khiển từ xa trên đầu giường, bật tivi lên, quả nhiên không đổi kênh mấy cái đã thấy cảnh quay trực tiếp Giang Thành Du vẫn đang nhìn chầm chầm vào mái tóc trắng xóa của anh ta, đang do dự có nên nói cho anh ta biết không. Lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, có tin tôi ném cậu ra ngoài không, thực ra nghĩ kỹ lại cũng không có gì to tát, trắng thì trắng, mặt không giả đi là được. Giang Thành Du lặng lẽ rời tầm mắt. Trên màn hình, Giang Lưu Huỳnh không dừng bước, để Bạch Ly cứ thế đuổi theo cô ấy và chất vấn những vấn đề vô căn cứ. Cho đến khi đi qua một ngã tư, Bạch Ly đột nhiên giữ lấy cô ấy và kéo vào trong, để không thu hút sự chú ý của người qua đường, anh ta còn bịt miệng Giang Lưu Huỳnh. Mấy năm không gặp, cô dũng cảm hơn rồi đấy à? Giọng nói cố tình hạ thấp của người đàn ông lại lạ kỳ dễ nghe, còn vẻ ngoài của anh ta so với 4 năm trước càng thêm phần chững chạc. Tóm lại là quyến rũ hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là lòng dạ đen tối, dù có đẹp trai đến mấy thì trong mắt khán giả cũng bị trừ điểm. Buông Lưu Huỳnh nhà tôi ra, kẻ khốn bạch cẩn thận tôi thả răng vãn vãn cắn anh. Hu hu hu, có thể tha cho Bạch Ly đừng để anh ta vào tù không? Làm trai bao đi cầu xin đấy. Lần đầu tiên biết tên Lưu manh lịch lãm trông thế nào, sau này tôi phải tránh xa loại đàn ông này, sạch sẽ đẹp trai thì không phải là biến thái thì cũng là gay. Dường như nhận ra Giang Lưu Huỳnh không có ý định vùng vẫy, nên Bạch Ly rất nhanh đã buông cô ấy ra. Không ngừng chất vấn, "Cô không nói gì là coi như đồng ý à?" Sự kiên nhẫn của Bạch Ly rõ ràng không đủ trước mặt Giang Lưu Huỳnh, chẳng mấy chốc đã không nhịn được mà hỏi thắc mắc đã đeo đẳng anh ta suốt 4 năm. "Cô đã làm gì bố tôi?" tại sao ông ấy lại âm thầm đưa cô đến mỹ thật là âm thầm nếu không phải anh ta đưa giang lưu huỳnh về thì bạch hoài sơn làm sao có cơ hội này nhưng giang lưu huỳnh rõ ràng không định giải thích chỉ quay người trong vòng tay bạch ly ngẩng đầu nhìn anh ta sau vài giây mới đáp lại sao không hỏi bố anh không quen biết à câu nói có vẻ bình thường này lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào vết thương lòng vốn đã đầy sẹo của bạch ly lột ra một lỗ hổng khổng lồ khuôn mặt bạch ly đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay tức giận. Ha ha ha. Ai ngờ Bạch Ly đột nhiên cười lớn, khi cười, khóe mắt cong lên quyến rũ như ma quỷ. Phải nói là đẹp trai thì thật sự có ích, thậm chí cả Giang Lưu Huỳnh cũng bị nụ cười rạng rỡ đó làm cho thất thần, đồng tử mất vài giây. Nhưng tiếng cười của Bạch Ly vẫn không dừng lại. Vừa lúc Giang Lưu Huỳnh định đẩy anh ta ra và tự mình rời đi thì lại bị túm lấy cổ tay, không dùng nhiều sức, cô ấy lập tức giật ra. Chỉ là vài câu nói còn lại lại ám ảnh Giang Lưu Huỳnh cả ngày anh ta nói giang lưu huỳnh cô càng ngày càng thú vị đấy tôi thấy chúng ta rất hợp nhau không biết có muốn kết hôn với tôi không cái kiểu bá đạo tổng tài cũ dích quen thuộc này khi đặt lên người bạch ly lại càng thêm bất hợp lý trước khi xem livestream mọi người đều nghĩ anh ta là một người đàn ông lịch lãm và lý trí thậm chí trong lòng nhiều cô gái anh ta còn tỏa sáng như một thần tượng giờ thì tốt rồi hóa ra một đại sư nghiên cứu khoa học cũng chơi trò bá đạo tổng tài cộng thêm cưỡng ép thật là lúng túng cảnh này hiển nhiên cũng lọt vào mắt bạch ly người đang chủ động chấp nhận sự xét xử trước đó khi trở về phòng thí nghiệm anh ta điên cuồng ngủ không ngủ được thì tự mình sử dụng điện giật cho đến khi ngất đi giây phút trước khi mất ý thức anh ta còn tưởng rằng như vậy sẽ lại bị giang lưu huỳnh kéo vào không gian ý thức nhưng không có vì vậy anh ta tỉnh lại lại tiếp tục dùng điện giật hướng về phía camera giám sát trong phòng thí nghiệm tự mình gian dựng cảnh này liên tục tăng cường độ dòng điện cho đến khi cuối cùng cánh tay bị cháy đen một mảng lớn mới thôi nhưng không sao anh ta biết giang lưu huỳnh đều có thể nhìn thấy có thể nhìn thấy thì đã đáng giá rồi sau khi trải qua nhiều lần tự hành hạ gần như là tự sát anh ta lê thân thể đầy thương tích mở màn hình nổi trong phòng thí nghiệm ban đầu định rằng nếu cô ấy không muốn gặp mình thì mình xem cô ấy cũng được ai ngờ vừa mở ra lại gây ra chuyện này nói những lời này với em gái ruột của mình bạch ly anh thật đáng ghê tởm đáng đời cô ấy không muốn gặp anh bạch ly trong lòng mắng chửi dữ dội nhưng bạch ly trên màn hình lại không nghĩ vậy sau khi giang lưu huỳnh rời đi anh ta khẽ mở môi nói bốn chữ tự cho là đúng nụ cười của anh ta gần như biến mất trong nháy mắt rõ ràng trở nên u ám dù trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng tinh khiết cũng khó che giấu được khí thế u tối nhưng đúng lúc này đột nhiên có những tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bên cạnh ê ê xem kìa đó có phải là bạch ly không bạch ra ở kinh thành đó hình như đúng thật đấy trời ơi nam thần lại xuống trần rồi mau chụp mau chụp mau 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 bạch ly nắm chặt tay trong ống quần khi quay đầu lại lần nữa mọi người thấy được một khuôn mặt tươi cười chuẩn mực chào mọi người cần giúp đỡ gì không hình như đây mới là anh ta thật sự rõ ràng ghê tởm mọi chuyện nhưng lại luôn tỏ ra là người giả tạo nhiệt tình nhưng có vẻ không phải tất cả ít nhất bây giờ anh ta rất hứng thú với sự đặc biệt của giang lưu huỳnh để có thể khống chế được biến số này bên cạnh mình anh ta thậm chí còn chủ động tìm đến nhà họ giang thẳng thắn nói ra mục đích chuyến đi này giang phụ vô cùng sửng sốt ngay cả khuôn mặt luôn giữ vẻ nghiêm nghị cũng rõ ràng nở nụ cười cậu cậu nói thật chứ bạch ly còn nghiêm túc hơn ông ta đương nhiên rồi cử bá phụ chuyện có lợi cho cả hai bên thì tại sao lại không chứ nghe thấy hai chữ có lợi cho cả hai bên sắc mặt giang trấn thiên lập tức trở nên lúng túng ông ta biết mình có bao nhiêu cân lượng những năm gần đây nhà họ giang dần dần tụt hậu lại đúng lúc này bạch ly đến cầu hôn rất khó để người ta không nghĩ đến âm mưu chẳng lẽ là muốn thôn tính nhà họ giang của họ những gì giang trấn thiên đang nghĩ trong lòng hầu như đều hiện rõ trên mặt ngay cả bạch ly người luôn quản lý tốt biểu cảm cũng hiếm khi lộ ra một chút khinh thường cửu bá phụ không cần phải lo lắng quá nhiều chỉ là chuyện thuận lợi thành tựu hơn nữa phụ thân và mẫu thân của cửu bá phụ còn có quan hệ sư huynh sư muội nên kết thông ra là chuyện đương nhiên cũng là khi nhắc đến giang nhược Giang Trấn Thiên mới chợt nhớ đến người vợ trước và gia tộc chính của nhà họ Giang ở nước ngoài. Hai ông bà già đó nhiều nhất cũng chỉ sống thêm 10 năm 8 năm nữa, cuối cùng tiền bạc không phải vẫn thuộc về ông ta và ba đứa con trai sao. Đúng, đúng đúng đúng. Giang Trấn Thiên vô thức nói bốn chữ đúng, đương nhiên chỉ có tiền thôi là chưa đủ, còn phải thêm địa vị và danh tiếng của nhà họ Bạch. Ai nói hôn sự này có vấn đề, hôn sự này quá tuyệt vời. Giang Trấn Thiên híp mắt cười. Không biết có phải ảo giác không, ông ta luôn cảm thấy ánh mắt bạch ly nhìn mình mang theo sự khinh thường vì vậy vội vàng lại nghiêm mặt khụ khụ tôi biết nhà các người khá giả nhưng mà vãn vãn của chúng ta cũng không tệ con bé đàn hát thư họa đều chuyện này không ổn lắm cửu bá phụ bạch ly lên tiếng cắt ngang lông mày không tự chủ được nhíu lại vãn vãn dù có tốt đến mấy cũng chỉ là con gái nuôi của cửu bá phụ hay là cửu bá phụ cho rằng tôi không xứng với con gái ruột của ngài giang trấn thiên càng thêm sửng sốt lớn tiếng nói cậu muốn cưới là Giang Lưu Huỳnh. Ngay sau đó nghiêm nghị nói, không được, tôi nói thẳng với cậu, Giang Lưu Huỳnh tính tình ngang ngược, phẩm hạnh tệ hại, nói là con gái ruột. Hừ, cũng chỉ có quan hệ huyết thống với tôi thôi, nếu có thể, tôi thà rằng vãn vãn là con ruột của tôi. Khi nói đến Giang Lưu Huỳnh, sự ghê tởm của Giang Trấn Thiên hiện rõ trong mắt, không chút kiêng rẻ mà dùng những lời lẽ cay độc nhất để miêu tả. Giống như đó không phải người thân, mà là kẻ thù. Như vậy sao? Nụ cười của Bạch Ly hiện rõ trong mắt thì ra cô ấy cũng khá cá tính cửu bá phụ không cần phải khuyên tôi nữa tôi muốn cưới cô ấy với thái độ không cho phép từ chối dù tuổi tác của anh ta không bằng giang trấn thiên nhưng giang trấn thiên trong chốc lát cũng không tìm ra được lý do nào để phản bác dù sao người ta đã nói là thích kiểu đó rồi suy nghĩ kỹ lại cân nhắc nhiều mặt ông ta vẫn cứng đầu nói những người trẻ tuổi thích thử thách tôi hiểu nhưng cửu bá phụ khuyên cậu một câu loại phụ nữ như giang lưu huỳnh cậu cưới về không đến một năm là sẽ chịu không nổi cô ấy đâu, đến lúc đó sẽ làm hỏng quan hệ giữa hai nhà chúng ta, đúng không? Vãn vãn thì khác, con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, ưu điểm thì tôi đếm không xuể. Trong mắt Giang Trấn Thiên, Giang Lưu Huỳnh cứ gả cho một đại gia nào đó, đừng ra ngoài làm mất mặt là đủ rồi. Gia thế lớn như nhà họ Bạch thì nên dành cho vãn vãn, một tiểu thư danh gia vọng tộc như vậy. Sau khi nghe xong, Bạch Ly cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ. Được rồi, hôm nay cứ thế này đã, sau khi các người tiếp xúc nhiều hơn thì cậu hãy nói cho tôi quyết định của cậu giang trấn thiên cũng không định hôm nay sẽ thay đổi được anh ta vì vậy vội vàng đuổi khách nhưng trong lòng đã chuẩn bị để giang vãn vãn đến gần bạch ly đạn mạc đầy tiếng thở dài trước kia một đống người nói là giang lưu huỳnh cướp vị hôn phu của giang vãn vãn bây giờ các người mở to mắt ra xem bạch ly rốt cuộc là thích ai trước tôi khinh thật sự để cậu ta chọn rồi đúng không giang trấn thiên và bạch ly hai tên khốn nạn biết được sự thật mà không giúp lưu huỳnh làm rõ khiến cô ấy phải gánh chịu tiếng xấu tiểu tam suốt thời gian dài bạch ly cậu hài lòng rồi chứ tôi dựa vào đây là trả thù chứ gì chắc chắn là trả thù anh ta cố ý mà giang trấn thiên tiếp theo chắc chắn sẽ cho rằng là giang lưu huỳnh cản trở bảo bối vãn vãn của ông ta rồi giang vãn vãn lại khóc lóc thế là tốt rồi cả nhà đều xem giang lưu huỳnh là người thứ ba giang tư niên và giang thành du khi nhìn thấy những lời này trong lòng vô cùng khó chịu cảm giác xấu hổ vì làm chuyện xấu bị vạch trần mọi chuyện trong quá khứ đều diễn ra dưới sự chứng kiến của vô số con mắt tất cả những kẻ ác đều sẽ bị lột trần không chỗ nào để trốn hình ảnh nhấp nháy câu chuyện tiếp theo nối tiếp đoạn trước sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện giữa giang trấn thiên và bạch ly giang vãn vãn không chút do dự đi thẳng đến phòng giang lưu huỳnh cạch cạch khóa cửa bị kẹt lại khi kéo được một nửa giang lưu huỳnh mở cửa cho tôi tôi có chuyện cần hỏi cô cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa không gào thét như trước kia Giang vãn vãn hôm nay có thể nói là ôn hòa nhất mà mọi người từng thấy, mọi người đều đánh máy chế nhạo. Ha ha ha, ngoan ngoãn rồi chứ Giang vãn vãn. Anh chàng bạch của cô ấy hoàn toàn không coi trọng con gái nuôi này đâu. Xì si Giang vãn vãn trở nên thế này rõ ràng là do lần trước Giang Lưu Huỳnh cứa vào mặt cô ấy. Sự yêu ái của tên đạo đức giả bạch ly này có đáng giá lắm không? Các người đừng cứ mãi nhắm vào bạch tiến sĩ chứ. Anh ta có sai, nhưng anh ta không sửa sai sao. Đừng quên nếu không phải anh ta các người có thể ngồi đây xem livestream không? Còn Giang Lưu Huỳnh, anh ta đã giúp cô nhiều như vậy, sao cô lại cứ mãi trốn sau lưng làm trò ma quái, chẳng lẽ chết rồi sao? Khi Giang Tư Niên nhìn thấy câu này, trái tim như bị một cây búa khổng lồ đập mạnh. Anh ta không phải không nghi ngờ, nhưng mỗi lần đều có bằng chứng hiện ra chứng minh Lưu Huỳnh vẫn sống khỏe mạnh. Đây cũng là niềm tin duy trì cho anh ta đến tận bây giờ, anh ta nghĩ. Sau khi livestream kết thúc sẽ gặp Lưu Huỳnh một lần, xin lỗi vì mọi việc mình đã làm. Nếu không chịu tha thứ, thì cứ chết đi, dù sao thì mạng sống này cũng do Lưu Huỳnh cứu lại mà, phải không? Đương nhiên anh ta cũng không phải không hy vọng được cô ấy tha thứ. Bởi vì so với việc trở thành một người xa lạ bị lãng quên, Giang Tư Niên muốn ở bên cạnh cô ấy hơn, làm gì cũng được, không làm gì cũng được. Đúng lúc Giang Tư Niên đắm chìm trong tưởng tượng thì Giang Vãn Vãn đã vào phòng Giang Lưu Huỳnh. Chỉ là cơ thể hơi cứng đờ. Giang, Giang Lưu Huỳnh, sao trong phòng em lại để nhiều dao thế này? Đúng vậy, Thứ khiến cô ta sợ hãi như vậy chính là hàng loạt con dao gam xếp ngay ngắn trên tường, trông vô cùng tinh xảo trong căn phòng cũ kỹ này. Giống như trật tự được thiết lập giữa đống đổ nát, rất phù hợp. Vãn vãn, em quên mất 4 năm nay chị sống ở Mỹ rồi, ở đây không có súng, chỉ có thể dùng tạm cái này thôi. Nếu A Phù Ly có mặt ở đó sẽ phát hiện ra phong cách của Giang Lưu Huỳnh hiện tại có vài phần giống cô ta. Nhưng bây giờ cũng không muộn. A Phù Ly vừa xuống máy bay đã nhìn thấy cảnh này trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại khẽ hừ lạnh một tiếng, "Hừ, tiểu quỷ tinh danh." Nói thì như vậy, nhưng sự vui vẻ trên mặt rõ ràng cho thấy trong lòng cô ta không nghĩ như vậy. "Giang Lưu Huỳnh, con mẹ nó cô có thể đừng gọi tôi khó chịu như vậy không? Bạch Ly đã đi rồi, cô làm trò cho ai xem chứ?" Giang Vãn Vãn không chịu nổi nữa, vốn dĩ hai từ em gái đã khiến cô ta khó chịu, giờ lại còn gọi là Vãn Vãn. Giang Lưu Huỳnh cũng không tức giận, liếc mắt ra hiệu cho cô ta tự hiểu, "Tôi, tôi muốn bàn chuyện với cô, cô Cô nhường Bạch Ly cho tôi, tôi sẽ trả lại bố và anh trai cô cho cô, thế nào? Giang vãn vãn thận trọng mở lời, sợ rằng dây tiếp theo Giang Lưu Huỳnh sẽ cầm dao chém mình. Không cần phải rắc rối như vậy, đều cho cô hết, đều là của cô. Câu trả lời tùy tiện của Giang Lưu Huỳnh nằm ngoài dự đoán của mọi người, Bạch Ly cô ấy không muốn thì còn có thể lý giải được, như người nhà họ Giang. Đó là tình cảm gia đình mà cô ấy đã khao khát suốt mười mấy năm trời. Điều gì đã khiến cô ấy dứt khoát như vậy? câu trả lời gần như ngay lập tức hiện ra trước mắt giang tư niên là anh ta sự khinh thường tàn nhẫn sự thờ ơ đứng nhìn là anh ta lại tin vào những lời nói dối của giang vãn vãn lại trừng phạt em gái ruột của mình đầu giang tư niên như bị đứng hình một giây sau đó lại bắt đầu tự dối gạt bản thân không phải tôi tôi không có không phải tôi làm là giang thành du giang thành du ở cách đó không xa thấy anh ta làm nhảm thỉnh thoảng lại nhắc đến tên mình lập tức nảy sinh nghi ngờ anh nói gì vậy tôi làm sao thế anh ta nghĩ đoạn này mình cũng không làm việc xấu gì, hay là anh cả bị bệnh tâm thần rồi. Dù sao khi cả hai bị giam giữ chung ở trại tạm giam, anh ta luôn không được bình thường. Lúc thì ôm anh ta khóc, lúc thì thay đổi tính tình, dùng nắm đấm đấm mạnh vào người mình. Làm cho Giang Thành Du bị PTSD rồi. Im miệng, đừng gọi tôi là anh, tôi không phải anh trai cậu. Giang Tư Niên gầm lên, khi nói ra những lời này, Giang anh ta đều đang run rẩy, còn không biết có phải do dùng sức quá mạnh dẫn đến bệnh dạ dày tái phát không. Khuôn mặt vốn khá đẹp trai bị méo mó như ác quỷ trong địa ngục. Giang Thành Du mím môi, trong mắt vừa có tức giận vừa có chút thương hại. Anh ta nghĩ, trên đời này không ai hiểu tâm trạng của Giang Tư Niên hơn anh ta. Từ lúc sự thật được tiết lộ, từ lúc anh cả biết Lưu Huỳnh bỏ anh ta lại là để đánh lạc hướng kẻ bắt cóc, cho đến bây giờ từng chút một. Anh cả chính là người làm tổn thương Lưu Huỳnh nặng nhất, nhưng cũng là người nợ Lưu Huỳnh nhiều nhất. Đừng như vậy, trời sắp tối rồi, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lưu huỳnh với tình trạng này thì làm sao gặp được cô ấy không chừng bây giờ cô ấy chỉ nói ngược lại chúng ta nhất định có thể dùng thành ý để cảm động lưu huỳnh giang tư niên sắp bị sự ngang ngược của em trai làm cho phát điên vơ lấy tất cả những gì có thể với tới và ném về phía anh ta cút giang thành du cậu cậu là thằng ngốc cút cút đi cho tôi được 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 giang thành du bất đắc dĩ vừa né tránh những vật thể bay vừa quay người rời đi lúc này anh ta vẫn chưa nghĩ đến việc cảm xúc này sẽ bùng nổ trên người mình trong tương lai gần cũng không biết người thực sự nợ giang lưu huỳnh nhiều nhất người làm tổn thương giang lưu huỳnh nặng nhất chính là anh ta cứ chờ xem đi giang lưu huỳnh tôi không thèm để ý đến bạch ly chỉ cần ba và anh trai thích tôi là được rồi không tin thì nhìn giang thành du xem tôi chỉ cần vẫy tay anh ta sẽ ngoan ngoãn trở thành chó liếm của tôi giang vãn vãn ra đi ung dung nhưng những lời này vẫn vang vọng bên tai người trong cuộc tôi tôi Giang Thành Du trên hành lang giật mình đến mức sắp rớt cằm, anh ta khi nào lại trở thành chó liếm của Giang Vãn Vãn rồi. Anh ta đối với Giang Vãn Vãn luôn luôn là sự yêu thương của một người anh trai. Cô ta rốt cuộc là thế nào vậy? Đây vẫn là cô em gái anh ta cưng chiều 19 năm sao? Sao có thể như vậy? Như vậy mà hủy hoại danh tiếng của anh ta. Nhìn những bình luận trên màn hình, toàn là Tôi biết rồi, hai người này có quan hệ mờ ám, chật chật, trên đời này làm gì có nhiều người anh trai cưng chiều em gái đến thế nhìn giang tư niên xem anh ta không như vậy chắc chắn giang thành du thầm yêu giang vãn vãn nên người yêu trong mắt chỉ thấy người đẹp thôi cặp đôi chó má đều chớt đi cho tôi giang thành du hoảng hốt những người này nói hoàn toàn không phải là anh ta anh ta đối với giang vãn vãn luôn xem như em gái cho dù có rung động anh ta chỉ rung động với ava do lưu huỳnh đóng không được anh ta không thể nói họ là anh em ruột hơn nữa đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi giang thành du ôm đầu ngồi xổm xuống Nhận thức về Giang Vãn Vãn của anh ta lại bị thay đổi, anh ta không biết sau này nên đối mặt với cô ta như thế nào nữa. Những khúc mắc trong lòng giống như những cây nho mọc nhanh, nhưng mỗi khi gặp bức tường cao do Giang Vãn Vãn cứu anh ta, lại dừng lại. Khó vào khó ra, cứ mãi dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, buổi phát sóng trực tiếp không cho anh ta cơ hội để suy nghĩ, nhanh chóng chuyển sang đoạn tiếp theo. Trời ơi, nhà tiểu thư Giang còn có một người chị gái nữa à? Chúng tôi cứ tưởng cô ấy chỉ có hai người anh trai thôi. Đúng vậy, Hồi nhỏ chị gái tôi rất nghịch ngợm, đã bị lạc mất 10 năm. Sau khi trở về tính tình lại trở nên không dễ gần, lại bị cha tôi gửi ra nước ngoài sống mấy năm. Mọi người còn chưa thấy Giang Vãn Vãn đã nổi giận trước rồi. Điều khiến người ta tức giận hơn là họ chửi bới rất nhiều, nhưng Giang Vãn Vãn vẫn không xuất hiện trong hình ảnh. Chỉ có bóng dáng Giang Lưu Huỳnh ngồi trên xích đu ở đằng xa, trong nháy mắt dường như mọi thứ đều trở lại điểm bắt đầu của câu chuyện. Camera từ từ thu nhỏ lại, những âm thanh khó chịu cũng từ từ biến mất lúc này mọi người cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại thưởng thức những cảnh quay đẹp hiếm hoi trong toàn bộ video trong khu vườn cỏ dại và hoa hồng cùng sinh tồn trên chiếc xích đu đã dỉ xét và phai màu cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khiết như tuyết cúi đầu xuống mái tóc đen dài buông xõa một phần như thác nước rơi xuống vai eo cô một vài lọn tóc khác quét qua tai cô làm cho làn da vốn đã trắng nõn của cô càng thêm trong suốt dưới ánh sáng loang lỗ long lanh rực rỡ không biết mọi người bị cảnh này mê hoặc bao lâu mới hoàn hồn lại và kinh ngạc phát hiện ra trong tay giang lưu huỳnh dường như đang cầm một vật gì đó và liên tục di chuyển khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ vừa lúc mọi người nheo mắt lại chuẩn bị nhìn kỹ hơn thì cô ấy đột nhiên ngừng động tác ai ngờ giây tiếp theo giang lưu huỳnh quay đầu lại ánh mắt nhìn thẳng vào họ trong nháy mắt tất cả mọi người dường như bị chúng bùa mê đứng được ra trước màn hình mà không thể động đậy cảm giác áy náy dâng lên giống như bị bắt gặp đang quay lén vậy ngơ ngác suốt vài giây đến khi giang lưu huỳnh chuyển tầm mắt đi mọi người mới rực nhớ ra chỉ cần trốn dưới gầm bàn thì sẽ không bị phát hiện à không phát hiện cái gì chứ đây là phát sóng trực tiếp mà cấp bách cấp bách mẹ thấy con ngồi gần máy tính thế này nhất định sẽ đánh con mệt rồi vừa rồi thật sự làm tôi sợ chớt khiếp nhưng mà lại rất đã đời cảm giác được nhìn thẳng vào mắt nữ thần thật tuyệt tôi biến thái quá rồi có thể làm lại lần nữa không yêu scott witt vãn vãn thành du đây là khu vườn nhà các cậu à lớn quá đã bao lâu không dọn dẹp rồi nhỉ không có chỗ đặt chân luôn kìa sau khi giọng nói lạ vang lên một nhóm khách không mời mà đến đã chen vào trong khu vườn họ mang theo máy quay và micro không khách khí mà dẫm đạp quay phim làm những gì họ muốn ở đây giang thành du khi đi qua hàng rào có vẻ do dự cuối cùng khuyên nhủ các người nhìn qua một cái là được rồi chúng tôi rất ít khi đến đây phải không vãn vãn giang vãn vãn không đáp lại anh ta tự mình đi ở phía trước A à đó chính là chị gái của tôi, chị gái, chị ở đây à. Nói xong cô ta lao tới, mặc kệ Giang Thành Du gọi thế nào cũng không quay lại. Vãn Vãn, đừng đi tìm cô ấy, Vãn Vãn. Hừ thôi, ở đây có nhiều người như vậy, dù Giang Lưu Huỳnh có muốn làm chuyện xấu cũng không được. Giang Thành Du hít sâu một hơi, chuẩn bị đuổi theo. Đúng lúc này, trợ lý của Giang Vãn Vãn đột nhiên chạy đến từ phía sau. Anh Thành Du, anh có thể qua đây một chút được không? Tiểu thư Giang nói cô ấy muốn nhận một kịch bản mong anh giúp xem qua giang thành du không suy nghĩ nhiều liền đi theo để một nhóm người đi về phía xích đu oa à, khuôn mặt của chị gái đã hồi phục nhanh quá nhỉ khi giang vãn vãn đến gần nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của giang lưu huỳnh liền nói câu này với vẻ mặt giả tạo nhưng chỉ câu nói này thôi đã khiến mọi người phía sau lập tức nghĩ rằng khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm này là do phẫu thuật thẩm mỹ cũng khiến cho các nữ diễn viên khác thở phào nhẹ nhõm tính toán sau khi chỉnh sửa sẽ làm cho khuôn mặt người phụ nữ này xấu xí hơn một chút. Dù sao thì để một người bình thường vượt trội hơn thì thật mất mặt. Nhưng điều khiến họ thực sự quyết tâm làm như vậy trong quá trình chỉnh sửa sau đó vẫn là ấn tượng của họ về Giang Lưu Huỳnh vẫn dừng lại ở lời miêu tả của Giang Vãn Vãn. Á à, độc, ích kỷ, còn quyến rũ người yêu của cô ta. Chị gái, chị đang làm gì thế? Chú ý đừng để bị dám nắng, không thì anh Bạch sẽ không thích chị đâu. Có vẻ như quan tâm đến cô ấy, nhưng thực chất lại nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của bạch ly quả nhiên trong nháy mắt đã gây ra sự phẫn nộ một người phụ nữ ăn mặc nổi bật là người đầu tiên đến gần cô chính là chị gái của vãn vãn đúng không không ngờ cô lại có hứng thú vẽ tranh ở đây nhỉ mọi người cùng nhìn theo hướng của người phụ nữ phát hiện ra trên đầu gối giang lưu huỳnh đang đặt một cuốn sổ tay trên đó vẽ những nốt nhạc và nhiều dấu hiệu âm nhạc đây gọi là vẽ tranh sao đây rõ ràng là bản nhạc mà mọi người không nói gì tiếp theo mọi người lại phát hiện ra điện thoại đặt bên cạnh giang lưu huỳnh vẫn đang hiển thị màn hình ghi âm cư dân mạng không khỏi đoán rằng đây có lẽ là quá trình sáng tác âm nhạc của giang lưu huỳnh đơn giản giản dị thậm chí còn không được xem là chuẩn mực giang lưu huỳnh từ đầu đến cuối không nói gì vừa định cầm điện thoại lên rời đi thì một bàn tay đã nhanh chóng lấy mất điện thoại oa đây là bản ghi âm gì thế để tôi nghe thử